Bạn nào mà đam mê chế cháo á, mà muốn chế một cái máy nạp ắc quy 12V á, thì các bạn cứ ra tiệm sửa chữa xe máy á, thì các bạn sẽ xin được cái con nạp cũ của bình ắc quy 12V xe máy. Vì những cái con nạp này á, là nó rất bền. Chỉ vì một cái lý do nào, ví dụ như cái rắc này mà điện nó tiếp là chập chờn á, thì khách hàng lại muốn anh chủ tiệm là thay con mới. Khi mình xin được về á, thì mình kiểm tra, nếu một cái con nạp này á, mà thực sự mà nó chưa hỏng á, thì mình chế sang một cái máy nạp ắc quy 12V cực kỳ siêu bền các bạn ạ. Sau đây là mình hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái con này còn sống hay là nó đã hỏng rồi này. Thì mình dùng một cái bóng đèn xe máy 12V này và một cái ắc quy 12V này. Thì trong con nạp này á, nó có một con diode chỉnh lưu dòng điện thành dòng điện một chiều. Thì các bạn ngửa cái con nạp này lên này, thì cái dây trắng bên trái này nó đi qua con diode đấy, xong nó ra cái dây đỏ trên này. Thì cái con diode thường thường nó sống á, thì nó có một chiều thông và chiều không thông. Thì mình lấy cái dây đỏ này mình đấu vào cái chân của bóng đèn 12V này. Đây mình đấu như thế này này. Sau đó mình lấy dây trắng này mình chụp vào một cửa ắc quy này, và lấy cái chân đèn này mình chụp vào một cửa ắc quy này xem đèn nó có sáng không nhá. Đấy nó sáng này các bạn này. Sau đó mình đổi cái chân trắng sang cực bên kia này và cái dây đỏ sang cái cực bên này này. Mình chụp vào cái cực chân này. Thấy rõ ràng là cái đèn nó không sáng. Chứng tỏ là cái con nạp này nó vẫn còn sống các bạn ạ. Các bạn mà sửa cái đồ điện là lặt vặt trong nhà mà các bạn chưa có cái đồng hồ đo thì các bạn nên chế một cái máy đo thông mạch tại nhà các bạn nhá. Thì các bạn là dùng hai cái bút bi này làm hai cái que đo này, và các bạn dùng cái cục sạc điện thoại này các bạn cắm vào ổ điện này. Đấy. Thì ở giữa dây là mình kết nối với một cái bóng đèn led các bạn nhá. Thì khi ta đo thông mạch á, thì ví dụ như ta đây ta cắm vào điện ta chập vào nhau, đấy nó sáng này. Đấy. Thì ở đây mình có gắn một cái công tắc này các bạn nhá. Có hai chế độ, mình bật thế này thì là mình đo led này, bật thế này mình đo thông mạch các bạn á. Bây giờ mình bật thế này mình đo led cho các bạn xem nhá. Thì đây mình có một cái dây tiếp led này các bạn á. Các bạn muốn kiểm tra thì các bạn sẽ lấy hai cái que này các bạn chập vào nhá. Chập vào đây. Đấy nó sáng này. Khi ta muốn đảo chiều cái motor chạy điện một chiều này á, dù là cái motor ấy bé hay là motor ấy to, thì ta cũng phải dùng cái công tắc 6 chân này các bạn á. Sau đây là mình hướng dẫn các bạn đấu cái công tắc 6 chân này để đảo chiều cái motor một chiều cho các bạn nhá. Đầu tiên hai cái chân giữa này nhá các bạn á. Đây hai cái chân giữa này là đấu với nguồn điện này. Mình làm ví dụ như là mình đấu với một cái nguồn điện quả pin 3/7 này nhá. Còn các bạn có cái nguồn điện bao nhiêu là tùy các bạn. Đây ta đã đấu vào hai cái chân giữa các bạn này. Đấy. Còn cái dây ra motor này các bạn đây. Đây ra motor này thì các bạn đấu vào hai cái chân nào cũng được, hai chân này hoặc hai chân này cũng được các bạn ạ. Các bạn đấu vào này. Đây hai cái dây của cái motor kia mình đấu ra hai cái chân ngoài này các bạn nhé. Đấy. Sau đó mình lấy hai cái đoạn dây điện này, mình đấu vắt chéo giữa hai cái chân ngoài với nhau, chân này mình đấu chéo trong chân này. Và chân này mình đấu chéo trong cái chân này. Đây sau khi đấu xong nó được cái như thế này các bạn á. Tức là hai cái dây chéo vào nhau này, giữa là hai dây nguồn này. Sau đây mình test thử cho các bạn xem nhá. Đây mình bật nhá. Đấy nó quay đi này. Mình tắt này. Mình lại cho quay lại này. Đấy. Các bác là thợ thì nên bỏ qua cái video này. Còn ai mà vọc vạch như mình thì nên chú ý nhá. Khi ta mua một cái đồng hồ kim về đo điện á, thì nhà sản xuất đã trang bị cho ta hai cái bút thử điện nhá. Một cái bút màu đỏ này là một là cái bút cực dương này, và bút màu đen là cái bút cực âm này. Nhưng khi ta vặn đồng hồ nhá, khi ta vặn đồng hồ về cái thang ôm này, đấy thang ôm là nó từ điểm này đến điểm này, nó có chữ ôm đây các bạn nhá, đồng hồ đã đánh dấu rồi, thì tự nhiên là cái cực đen nó lại trở thành cực dương các bạn nhá. Mình chứng minh cho các bạn này, đây là mình có hai cái bóng đèn led nhá, đây là cực dương này, đây là cực âm này, mình thử vào đây thì cực đen nó trở thành cực dương thì nó sáng nhá. Đấy, thế mình đổi lại này thì nó không sáng. Thì khi ta vặn sang thang ôm thì cực đen trở thành cực dương các bạn nhá. Các bạn nào mà đam mê chế cháo mà thích tiết kiệm những cái ắc quy cũ hỏng này á, thì các bạn phải cắt cái ắc quy này ra khám phá này. Nhưng các bạn chú ý khi các bạn cắt á, thì các bạn đừng có cắt hai cái cực dương và cực âm này ra nhá. Đây các bạn là cắt như mình này. Đấy, thì hai cái cực dương cực âm của nó là vẫn còn nguyên này, các cái cực ở trong kia vẫn còn nguyên này. Cái ắc quy này á, là nó có 6 cái ngăn thì nó có 5 cái cầu nối tiếp từng ngăn một này. Các bạn là thích kiểm tra ngăn nào còn điện á thì các bạn lấy cái khoan khoan lỗ vào cái cầu đây này, sau đó là lấy cái con vít này bắt vào cái cầu là các bạn lấy được điện thử nhá. Đây ví dụ mình bắt cái vít vào cầu này, khi các bạn vặn cái vít vào các cái cầu này á, là các bạn thử từng ngăn một này. Ví dụ mình dùng cái bóng điện 12V này, mình thử từng ngăn một các bạn xem nhá. Ngăn đầu tiên là mình thử 2V này xem bóng điện nó có sáng không nhá. Đấy nó cũng sáng các bạn này. Mình thử 4V này, đấy 4V lại sáng hơn này. Mình thử 6V này, 6V nó sáng hơn này. Mình thử 8V này, 8V nó sáng hơn này. Mình thử 10V này. Đấy. Còn ngăn cuối cùng này là nó hỏng. Thì cái ắc quy này mình vẫn dùng được 10V các bạn ạ. Có một số bạn là có cái cục sạc điện thoại này là nó bị hỏng ở cái đầu dây cắm vào điện thoại này. Xong các bạn muốn lấy điện ở cục sạc điện thoại này ra để dùng việc khác này, thì các bạn cắt cái đầu dây sạc điện thoại này. Thì khi các bạn cắt cái đầu dây sạc điện thoại ra thì nó có cái 5 cái dây như thế này. Có một số bạn hỏi mình là không biết là cái dây nào là cái dây của điện cục sạc điện thoại nó ra này. Sau đây là mình hướng dẫn các bạn này. Thì các bạn để ý nhá, trong 5 cái dây này á thì có 2 cái dây nó sẽ nhỉnh hơn một ít, thì chứng tỏ đấy là dây nguồn các bạn á. Hoặc là các bạn phân biệt là cái màu nhá. Thường thường là có dây màu đỏ và dây màu đen này mà nó lại nhỉnh to hơn này, thì nó thường là dây nguồn các bạn ạ. Còn lại 3 cái dây kia nó nhỏ hơn là bằng dây tín hiệu.
hoặc là các bạn dùng ổ điện này, các bạn cắm cái cục sạc điện thoại vào này. Xong các bạn cần một vật thứ nhá, như mình đây dùng một cái motor này. Ví dụ mình chập vào dây đỏ và cái dây đen vào hai cực của cái motor này. Đấy, mình chập vào nó quay này. Thì chứng tỏ là hai dây nó to hơn này, nó là dây đỏ và dây đen này nó là nguồn điện nhá các bạn nhá. Hôm nay mình mở cái ngăn mát tủ lạnh nhà mình nhá, nó hỏng cái bóng soi sáng ở trong cái ngăn mát á. Sau đó là mình tháo ra xem cái bóng sáng như thế nào. Đây là cái bóng này như này các bạn này. Sau đó mình đi ra quán điện lạnh mình mua cái bóng này này, nhưng mà họ lại không bán. Vì lý do cái bóng này là ít hỏng nên họ không lấy về họ bán này. Sau đó mình về nhà mình kiếm một cái bóng LED cái loại nhỏ nhỏ này các bạn ạ. Mình cắt cái chân phích của cái bóng cũ ra, sau đó là mình hàn vào hai cái cực của cái bóng đèn LED này các bạn ạ. Các cái mối hàn ở cái cực này á, mình đã lấy keo nến mình xì vào để nó cách điện này. Sau đó là mình lấy băng keo cách điện này mình quấn vào thật kín các bạn ạ. Đây thì bây giờ mình lắp vào này. Đây là cái hộp lắp cái bóng điện vào, mình tháo ra. Đấy. Xong mình lấy cái bóng này mình nhét vào này. Cái chỗ này cái hộp nó cũng rộng rộng mình nhét vào vẫn vừa nhá. Bây giờ ta lại lắp vào như cũ này. Sau khi mình lắp vào xong là mình cắm điện mình thử cho các bạn xem nhé. Mình cắm điện đây này. Đấy, tủ lạnh nó chạy thì cái bóng kia nó sáng các bạn nhé. Đây là cái công tắc của nó này. Nếu khi nào mình đóng cửa vào nó tắt này. Đấy. Khi nào mà mình mở cửa ra lại sáng này. Đấy. Như vậy là mình đã chế được cái bóng vào cái tủ lạnh này thật hoàn hảo các bạn nhé. Bạn nào mà đam mê thích nghịch về điện á, chắc hẳn các bạn không lạ gì với cái phích đấu nối dây điện này á. Nhưng một ngày nào đó không biết vì cái lý do gì á, hoặc là chuột nó cắn á, thì nó hay bị đứt ở cái cổ của cái dây điện này các bạn ạ. Ví dụ như cái giắc cắm này á, nó đã bị đứt một dây á, thì không biết có cái ông thợ nào ông đã nối theo cái kiểu này này các bạn này. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn là rút cái chân giắc của cái dây điện này ra này để đấu nối nó lại được an toàn như nhà sản xuất này. Thì các bạn lật ngửa cái giắc này lên này, sau đó là mình dùng cái lan hoa che đạn này thì mình có mài ở cái đầu này nó nhọn và nó dẹt các bạn á. Mình tìm đến cái lỗ dây bị đứt này, nó có chỗ hõm nhỏ nhỏ hơn đấy các bạn á. Sau đó các bạn dùng cái lan hoa che đạn này đầu nhọn này các bạn ấn sâu vào này là mình rút được cái giắc ra này. Đấy, mình rút ra được đây này các bạn này. Thì lúc này là mình lại dùng cái lan hoa xe đạp mà có cái đầu nhọn này, mình gậy cái chỗ kẹp dây vào cái chân rác này. Đây, sau khi ta gậy được cái chân rác này ra nó như thế này này, thì ta lại nối trực tiếp cái dây này vào cái rác này luôn á các bạn, đặt vào đây này. Sau đó là các bạn dùng cái kìm này các bạn bấm vào cho nó chắc nhá. Thì trên cái rác này ở cái đằng sau này nó có một cái lẫy cá, lúc nãy ta ấn vào nó bị dẹt xuống này, bây giờ ta phải bênh cái cá lên này. Đây mình cắm này. Cái cá ngạnh chê mà nó đã mắc vào đây là nó rất chắc đây, mình rút này. Rút bây giờ nó không ra các bạn này. Đấy, nên rất an toàn nhá. Nhà mình có cái cục sạc điện thoại Samsung này, thì cái cục sạc này nó hỏng cái đầu cắm vào điện thoại này các bạn này. Thì mình đã cắt cái đầu dây này ra này để mình tận dụng nạp vào cái đèn xoay hơn 4V này. Thì trong khi mình cắm cái cục sạc điện thoại này vào cái nguồn điện này, thì mình đấu cái đầu này vào cái đèn xoay á thì thấy nó giật. Sau đó mình dùng cái bút điện này mình thử vào hai cái đầu dây của cái cục sạc điện thoại này, mình thử này. Đấy, bút điện nó đỏ lừ các bạn ạ. Thì mình thử vào cái đầu dây đen dây âm này. Đấy, nó cũng đỏ lừ các bạn ạ. Sau đó là mình dùng cái đồng hồ đo điện này, mình đo xem nó bao nhiêu vôn mà nó lại giật. Bây giờ mình dùng hai cái bút thử điện của đồng hồ này, que đỏ mình chập vào chiều dương của nguồn điện này, que đen mình chập vào chiều âm của nguồn điện này. Thì lúc này đồng hồ nó báo là 5V3 các bạn á. Tại sao 5V3 mà thử bút điện nó lại đỏ mà nó lại giật? Đó là điều rất lạ. Sau đó là mình cũng tham khảo một số bạn ở trên mạng á, thì các bạn ấy bảo là ta chỉ cần quay cái chân phích của cục sạc kia cắm vào ổ điện á thì nó không giật nữa. Thì nhân tiện đây là mình chứng minh luôn này. Đấy, thì bây giờ mình quay chân phích lại này, mình cắm vào ổ điện này. Thì bây giờ ta lại dùng cái bút điện này ta thử hai cái dây đầu của cái nguồn điện cục sạc á. Ta chập vào ta thử này. Đúng là nó không đỏ các bạn á. Đây ta chập cả hai dây này, nó không đỏ. Mà sao đây nó không giật nữa này. Bạn nào giỏi về điện á thì giúp mình giải thích là tại sao nó lại như vậy nhá.